Nếu các bạn đang tìm kiếm cho mình một dòng Wi-Fi 5G di động bỏ túi mà chưa biết cái dòng Wi-Fi nào nó hợp lý với giá thành rẻ cũng như hiệu năng cao thì chắc chắn cái clip này sẽ dành cho bạn. Đây là con Wi-Fi 5G ZTE-5001. Và bây giờ mình cùng mở hộp các bạn. Nhìn cái hộp thì nó cũng thiết kế khá là đơn giản các bạn. Logo ZTE và thông tin 5G. Đặc biệt là nó có chữ 5G, những cái dòng sản phẩm mà 4G thì nó sẽ không có những thông tin này đâu. Ở bên trong thì chúng ta sẽ thấy được nhà sản xuất cho chúng ta một cái khe chuột sim. Cây chuột sim này cũng khá là đẹp các bạn, nhìn rất là xịn ha. Rồi, một bộ phát 5G, ZTE. Wow, một phát này quá xịn luôn các bạn, quá đã. Và đây là một cái cáp sạc các bạn. Cáp này là cáp quýt sạc 3.0 này, hỗ trợ sạc nhanh này các bạn. Rồi nó có một cái dây cáp Type-C nữa ha. Một cục pin. Dung lượng của pin này á là lên đến 4500mAh/giờ các bạn. Nhìn cục pin thiết kế cũng khá là gọn, nhìn nặng lắm các bạn. Đầu tiên thì chúng ta cầm con Wi-Fi này á thì các bạn cầm rất là vừa tay luôn. Thiết kế của con này á mình thấy rất hoàn thiện các bạn. Mặt trước của dòng sản phẩm này thì nó được trang bị một cái màn hình. Màn hình này là hiển thị tất cả các thông tin của Wi-Fi này luôn. Và các bạn có thể chạm vào đây, nó là màn hình cảm ứng các bạn. Và cảm ứng nó cực kỳ nhạy luôn các bạn. Mình sờ vào mình rất là thích về cái màn hình cảm ứng của con này. Ở mặt trước của nó làm thiết kế cực kỳ sang, nó là cái mặt kính các bạn chứ không phải là những cái mặt dạng như là loại wifi khác, giống như là những cái đèn led hay gì đó. Thì mình làm bằng kính này nhìn nó rất là xịn. Và bên viền của nó cũng vậy các bạn, bên viền của nó thì được thiết kế là màu xanh nè. Màu xanh này á thì màu xanh giống như những cái dòng điện thoại các bạn đó. Ở mặt sau, cái mặt sau thì mình rất là thích luôn. Mặt sau á là cái nắp lưng nè. Cái lắp lưng này á nó được thiết kế dẻo đó. Và nó có một cái chất liệu nhựa đặc biệt, đó là nhựa nhám. Khi các bạn sờ vào á là các bạn sẽ không bị bám vân tay à, và chúng ta khi cầm nắm á thì nó rất là vừa tay luôn nè, rất là êm luôn. Nhựa nhám nhìn vô là tưởng là chất liệu bằng da luôn các bạn. Cái con Wi-Fi này á thì nó được trang bị cho chúng ta là một cái cổng len nè các bạn, cổng len 1 gig. Cổng len này khi các bạn nhìn vào á thì nó toàn là đồng nè, nhìn rất là đã luôn ha. Rồi một cái cổng sạc, sạc này là sạc Type-C. Sạc Type-C thì các bạn nhìn vô cũng vậy luôn, nó cũng mạ giống như là mạ vàng á, nhưng mà nó là dạng đồng ở trong này, nhìn rất là xịn, giống như những cái loại mà sạc của thằng Ugen các bạn, nó nhìn vô xịn lắm. Ở mặt trên á thì sản phẩm này nó được trang bị cho chúng ta là một cái nút nguồn à, và hai cái cổng anten các bạn. Hai cổng anten này á là chúng ta lắp được trên trời luôn nè. Cái điểm này là điểm rất là hay. Rồi, anten này là anten chủ tế chính các bạn. Cái chỗ lắp sim này á thì cũng rất là tiện, là nó nằm ở bên ngoài chứ không cần phải tháo pin ra để bỏ sim vào giống như những sản phẩm khác. Cái này mình thấy khá là tiện dụng. Về mặt thiết kế thì con này mình không có cái gì chê nó cả, vì nó thiết kế rất là đẹp, cầm vào thì cảm giác rất là đầm tay, rất là gọn luôn, bỏ túi cũng rất là dễ dàng. Và bây giờ mình cùng các bạn điểm qua về thông số kỹ thuật của con Wi-Fi này. Cái điểm mạnh lớn nhất của con Wi-Fi này so với những cái dòng Wi-Fi 5G khác trên thị trường đó là cái màn hình cảm ứng các bạn. So với những cái dòng sản phẩm khác á, nó không có trang bị màn hình cảm ứng như con này. Khi chúng ta sử dụng con này á, thì cực kỳ dễ dàng luôn. Các bạn có thể dùng qua cái app của ZTE hoặc là các bạn sử dụng thay đổi thông tin ở trên cái màn hình này, lựa chọn rất là thoải mái luôn, nó rất là dễ dàng. Và cái này là cái điểm mạnh lớn nhất mà mình thấy con Wi-Fi này, nó có chức năng đó. Trang bị một cái chip, đó là chip Snapdragon X55 các bạn. Tốc độ truyền tải tối đa của nó là tới 3.8 gigabit lận. Tốc độ này cũng khá là cao luôn. Đối với băng tần chuẩn N thì mình cũng đánh giá khá là cao, là tốc độ truyền tải dữ liệu là tới 600 mbps/giây. Cái này là cái dòng Wi-Fi mà mình đánh giá phát Wi-Fi chuẩn N rất là xa luôn các bạn. Về cái con Wi-Fi này thì nó được phát với cái chuẩn AX lên đến là 1800 mbps/giây. Với cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra là nó sắp xỉ là 1733 mbps/giây đối với tầng AX. Khi các bạn sử dụng ở những cái nơi mà đông người thì Wi-Fi 6 nó sẽ hỗ trợ cho các bạn sử dụng không bị tắc nghẽn, và nó rất là mượt mà khi các bạn sử dụng ở những khu trung tâm các bạn. Cái dòng
ZTE này thì nó cũng được trang bị 32 GB cho truy cập một cuộc luôn. Các bạn mà đi dã ngoại, các bạn đi những ngõ nhóm, các bạn chia sẻ ra cho rất là nhiều người sử dụng. Với cái cảm biến và sóng khá là xa, 32 GB đối với dòng loa hiện đại như vậy quá là tốt rồi. Cái viên pin của con này á thì nó được trang bị là viên pin 4500 mAh, thì chúng ta sử dụng liên tục 8 tiếng. Đặc biệt nó có chức năng là hỗ trợ sạc nhanh, nên khi cái việc mà các bạn sử dụng hết pin á, các bạn sạc rất là nhanh luôn. Tốc độ sạc của con này á tầm khoảng 3 tiếng, 2 tiếng thôi, 2 tiếng rưỡi mình đã sạc 2 tiếng rưỡi từ 0% đến 100%. Rất là nhanh luôn, là đầy 100%. Cái lợi thế của con này là hỗ trợ quick charge 3.0 rồi các bạn. Cái điểm mình rất là thích cái cọng len của con này nữa các bạn. Trường hợp mà các bạn livestream nè, các bạn có thể cắm cái cọng len này đó, các bạn livestream một cách mượt mà luôn, không cần phải dùng wifi nữa. Những anh em mà sử dụng những cái phần mềm livestream á thì rất là thích cái chức năng này các bạn. Cọng len này được trang bị là cọng len 1 GB luôn, nên cái việc mà chúng ta sử dụng internet dùng bằng cọng len á, nó sẽ rất là ok hơn so với cái việc mà chúng ta dùng bằng wifi. Bây giờ mình sẽ lắp sim và trải nghiệm dùng sản phẩm này các bạn. Đây, đầu tiên thì mình lắp pin trước. Pin ha, các bạn lắp theo đúng cái chiều như này. Đây, lắp vào, để vào đây. Ở đây có nút reset này. Trường hợp mà các bạn muốn thay đổi thông tin, các bạn reset ở đây. Nhưng mà cái loại này nó có cái màn hình cảm ứng á, nên các bạn không cần phải dùng cái nút reset này nữa. Rồi, lắp sim thì theo cái chiều này ha. Ấn vào, như vậy là chúng ta bật nguồn ở đây. Giữ im, nó tự động lên nguồn. Đây, logo của nó là ZTE này các bạn. Đó, khi màn hình nó hiển thị lên á thì màn hình con này cũng mình nhìn rất là đẹp ha. Rồi, đầu tiên á thì chúng ta thấy á là cái phần user này, cái mega file mà chúng ta đang sử dụng á thì ở đây. Đây là chỗ wifi này, bật cái chức năng này thì nó sẽ phát được wifi này các bạn. Đây, như này là đã phát wifi. Các bạn muốn tìm tên wifi ở đâu thì đây, main SSID là tên wifi. Đây, các bạn muốn đăng nhập bằng wifi bằng cách lấy cái điện thoại quét một cái này là có thể đăng nhập được wifi này. Đó, 2.4 5G, muốn chọn cái nào chọn ha. Trường hợp mà các bạn không đăng nhập bằng cái đó cái QR code này thì các bạn nhập bằng cái mật khẩu. Đây các bạn, cái mật khẩu ở đây nè. Trường hợp chúng ta muốn thay đổi mật khẩu thì chúng ta có thể bấm vào đây luôn, thay đổi trực tiếp trên này luôn. Đây, bấm OK, thay đổi ở trên này, viết những cái thông tin ở trên này luôn. Thay đổi mật khẩu khá là tiện. Rồi chúng ta muốn cài đặt gì ở phần bên trong này á, thì cũng hoàn toàn cài đặt ở trên này luôn. Đó, số lượng user nè, đọc được tin nhắn luôn nha. Đây, có tin nhắn thì chúng ta đọc được ở đây luôn. Rồi, các bạn có thể là xem thiết bị kết nối là gì. Đó, có những cái chế độ này, chế độ kia được đầy đủ hết ở trên này luôn. Với con này thì chúng ta thao tác tất cả đều ở trên cái này hết, rất là tiện luôn. Mà mình thích nhất là cái phần hiển thị user này. Đó, nó hiển thị khi chúng ta sử dụng bao nhiêu megabit đó, thì nó có hiển thị đầy đủ ở đây hết, rất là trực quan luôn. Bây giờ mình sẽ kết nối con wifi này các bạn. Mình vào wifi nha, mình vào phần này nha. Đó, bước lên cái chỗ mà QR code này. Bây giờ mình kết nối bên tàu nào đây, mình sẽ chọn bên tàu đường dây kết nối. Rồi, nó đang kết nối với con wifi. Hiện tại mình đang test tốc độ 4G nha các bạn. 4G của nó là nó lên tầm khoảng 100 mấy rồi, 108, 109 rồi. Rồi 109 là tốc độ download. Upload của này là nhiêu các bạn? Upload thì nó rơi vào tầm khoảng 35 MB. Tốc độ con này thì mình cũng có một cái clip là mình test ở trên quận 1 á, nó lên 300-400 MB rồi. Rồi YouTube. Với con này thì vào YouTube không thành vấn đề đâu các bạn. Những clip của bên mình miễn phí 50k là điện thoại và app Shopee phải đăng ký ngay, chỉ với 3 bước có ngay 50k và app Shopee. Rồi, lướt phát là xong liền luôn các bạn. Cái này là cái tốc độ mình đạt rất là mạnh ha, nâng cao mà cái chuẩn bất ngờ các bạn. Cái chai nào tốc độ 4G thôi, không có mượt luôn, rất là nhanh luôn ha. Vừa rồi thì mình đã speed test với dòng wifi này cũng như trải nghiệm với dòng wifi này qua YouTube, thì mình đánh giá con wifi này ở tầm 4G nó cũng không khác gì so với 5G cả các bạn. Tốc độ khá là mượt mà và tốc hiệu năng của nó lên tầm 110 MB. Tới như vậy thì nó là một dòng wifi
nó chạy được tốt cả 4G lẫn 5G. Nếu các bạn mà quan tâm đến cái dòng wifi này thì mình sẽ để link sản phẩm này vào mô tả phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video của bên mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.